Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở nhà của chị Chính. Thủy ở huyện Nhà Gạo, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cây mai phôi ha. À, để một khối nè, giá rất mềm luôn, vài trăm thôi. Quý vị nhanh tay dùng lại ha. Rồi, chào chị. Rồi, chào Tâm, chào cô chú anh chị trên toàn quốc yêu mến Mai Vàng. Em tên Thủy, em ở Hòa Định, chợ gạo Tiền Giang ạ. Hôm nay em giao lưu cùng cô chú anh chị mình một số lô mai dạo Thủ Đức ha. Hình thức bên em là bao sống 2 tháng bao ship toàn quốc ạ. À, số điện thoại của em nằm trên tiêu đề cũng là số Zalo của em luôn cả nhà. Rồi em tiếp clip trước là em vào mã 71 ạ. Rồi 71 ha. Rồi. Bonsai. Rồi 71 chiều cao là 37. Rồi hoành em nó là 19 yếu xíu nha cả nhà. Yếu chút đế xíu ha. À. Một bệ đế luôn. Giá yêu thương luôn mã 71 này em giao lưu chỉ có 250 thôi. Rồi, rất mềm luôn. 250 thôi. Rồi, cây 72. 72. À, cao em nó là 1 mét. Rồi, hoành em nó là 20 ha. Rồi. Cái này tông thì, cao ha. Tông cao. Tàn đều luôn cả nhà. Rồi, mã 72 này em giao lưu 300. À, chỉ có 300 thôi. 300 bao ship. Rồi, cây 73. 73. À, cao là 42. Rồi, hoành em nó là 19. Đây cả nhà, cái gọng lắc rất là đẹp ha. Tay cành đều luôn. Nhỏ mà tay cành to lực luôn nè cả nhà. Rồi, mã 73 này em giao lưu là 300. Rồi, 300. Rồi, cây 74. Em 4 chiều cao là 66. Rồi, hoành em nó là 20,5 luôn. Rồi, đây. Đây. Rồi mã 74 này em giao lưu là 270 ngàn. Rồi 270. Rồi cây mã 75. 75. À, cao là 57. Hoành em nó là 17 yếu một chút cả nhà. 16,5 đi ha. Để nè cả nhà. Rồi mã 75 này em giao lưu chỉ có 200. Rồi, 200. Em bao phí ship luôn. Rồi cây 76 một bệ đế luôn nè mấy anh chị. Rồi cao là 48 ha. Rồi hoành em nó là 19. Rồi để biết ha. Để một cục luôn, một nồi đế luôn. Rồi cây mãi 76 này em giao lưu chỉ có 250 ha. Rồi 250 thôi. Rồi cây 77 ạ. 77. Lắc lượng bông 77 sao. Chiều cây em nó là 50. Rồi hoành em nó là 18,5. Rồi 77 này em cũng giao lưu là 250 luôn ạ. Rồi 250. Rồi cây 78. Chiều cao em nó là 73. Hoành em nó là 20. 20 yếu chút thôi, tính 19 đi cả nhà. Dạ đúng rồi. Rồi mã 78 này em giao lưu là 300. Rồi, chỉ có 300 thôi. 31, yeah. 31 rồi. Rồi, cây 79 ạ. Dạ, còn nhiều lắm. Đó, cái nào được cũng không. Cao là 42. Rồi, hoành em nói là 17 ha. Rồi, lắc lượng ha. Lắc lượng luôn. Rồi, mã 79 này em giao lưu là 200. Rồi, 200 thôi. Rồi, cây 80 ạ. Cao là 38. Đó trên đi. À, hoành em nó là 17,5 ha cả nhà. Rồi mã 780 này em giao lưu cũng có 200 luôn. Rồi 200 luôn. Giá mềm yêu thương luôn. Rồi cây 81. À, chiều cây em nó là 40. Đó đây đi, ở trong dưới thì nó bự quá. Rồi cây này hoành là 13. Là ở dưới đây nha cả nhà, còn trong này thì bự á. Tổng hoành ha. À, tổng hoành là tới 23 lận á. Xây dòng luôn. Đây để đều nè. Để đều ha. Trên này làm như tam tài luôn nha. Rồi mã 81 này em cũng giao lưu là 200. Rồi 200 thôi. Rồi cây 82. Cao là 30.
Hoành em nó là 18. Rồi. Để đây. Để đây, à, để đặt kẹo luôn ha. Rồi mã 82 này em giao lưu là 250. Rồi, 250. Rồi, cây tiếp theo là cây mã số 83. Cao là 61. Hoành em nó là 20 luôn ha. Rồi, để làm gì? Để đây. Ở đây ha. Đây có hai dáng thế nè. Hai dáng thế luôn. Một em trực và một em làm như dáng lông luôn. Rồi mã 83 này em giao lưu chỉ có 300 nè cả nhà. 300 thôi. Rồi, cây 84. 84 cao là 54. Rồi, hoành em nó là 18,5 ha. Yeah. Rồi, mã 84 này em giao lưu chỉ có 250 luôn. Rồi, 250. Rồi, cây 85. Cao là 43. Ờ, hoành em nó là 18,5. Đây đều luôn. Rồi, cây 85 này em giao lưu chỉ có 270 nha. 270. Rồi, cây 86. Cao là 47. Rồi, hoành em nó là gần 17 tay cành này cả nhà. Rồi, mã 86 này em giao lưu chỉ có 200 ngàn, em bao rồi, ship luôn ạ. 200 thôi, bao ship. Rồi, cây 87 á. Cao là 49. Rồi, hoành em nó là 19,5 luôn. Đế nè cả nhà, cộng đế to lực ha. Rồi, mã 87 này em giao lưu chỉ có 250 ha. Rồi, 250. Rồi, cây 88 á. 88 chiều cao là 41. Rồi, hoành em nó là 22 ạ. À, đây đẹp ha. Rồi, để sổ nôm ha. Rồi, mã 88 này em giao lưu là 400. Rồi, 400. Rồi, cây 89. Cao là 60. Rồi, hoành em nó là 18. 18 yếu xíu nha cả nhà. Rồi, mã 89 này em giao lưu chỉ có 200. Rồi, 200. Rồi, cây 90. Cao là 48. Rồi, hoành em nó là 19 luôn ạ. Rồi, mã 90 này em giao lưu là 300. Rồi, 300. Rồi, cây 91 ạ. Đấy, một khối luôn. Ờ, cao em nó là 32. Rồi, hoành em nó là chỉ có 13 nha, cả nhà em đo ở trên nha. Còn ở dưới thì nó bự nha. À, ở dưới thì rất bự. Rồi, 91 này em giao lưu chỉ có 250 luôn. Rồi. 250. Một nồi đế luôn cả nhà ơi, nhanh tay lụm lửa luôn. Rồi, cây 92 ạ. Rồi, cao là 39. Rồi, hoành em nó là 18 yếu xíu ha. Rồi, mã 92 này em giao lưu cũng là 200. Rồi, 200. Trăm giá mềm bao phí ship luôn cả nhà ơi, về tới nhà có 200 à. Rồi, cây 93. Cao em nó là 67 ha. Hoành em nó là 17, có dư. Rồi, mã 93 này em cũng giao lưu là 200. Rồi, 200 thôi. Rồi, cây 94 ạ. 94. Cao là 45. Rồi, hoành em nó là 18 yếu miếng. Được. Ha. 17,5 đi. Đấy.
gọng co lắc rất là đẹp đẽ đều luôn, tay cành có luôn ha. Rồi mã 94 này em giao lưu là 250. 250. Rồi trở lại cây 93 hả? Ủa. À, combo hai cây mã 95 nha cả nhà. 95 em vô combo luôn à. Cao em này là 39. Rồi hoành em nó là 18. Rồi em này cũng hoành 18 yếu luôn. Hai cây cũng tương đương luôn. Rồi combo hai cây mã 95 này em giao lưu là 400 ngàn. Rồi hai cây 400. Rồi hai cây 400. Rồi em qua combo hai cây mã 96 luôn à. Đế rất đẹp nha cả nhà. Cao là 27 ha. Rồi hoành em nó là 16. Rồi hai em hoành 16 hết cả nhà. Đế rất là đẹp ha. Hai em đầu đinh luôn. Rồi mã 96 hai cây này em giao lưu chỉ có 400 ngàn luôn. Rồi hai cây 400. Rồi hai cây combo mã tiếp theo là mã 97 luôn ạ. Hoành em này là 15. Rồi em này chỉ có 14 có dư rồi. Xíu ha. Em hoành 14 một em hoành 15 ạ. Rồi hai cây mã 97 này em giao lưu chỉ có 250 ha. Rồi hai cây 250 ha. Đẹp bài này. Quá trời mềm luôn. Rồi hai cây 98. Em lượng cao nhất là 52 ha. Rồi hoành em này là 16 yếu một chút. Rồi em này 15 luôn. Rồi như hai em hoành 15 hết đi cả nhà. Gọng co lắc rất là đẹp nè. Rồi mã 98 hai cây này em giao lưu chỉ có 300. Hai cây 300. Rồi em vào mã 99 cũng là hai cây luôn. Hai cây luôn. Rồi cao em nó là 30. Hoành em nó là 15. Rồi em 14 em 15. Rồi hai cây mã 99 này em giao lưu chỉ có 300. Rồi hai cây 300. Rồi combo 100 cũng là hai cây luôn ha. Cao là 33. Rồi em này hoành 12,5 13 cả nhà. Rồi em này là hoành 14, em hoành 14, em hoành 13. Rồi mã 100 combo hai cây cũng là 300. Rồi hai cây 300. Rồi 101. Hai cây này rất lượng đẹp lắc luôn nè mấy anh. Cao là 44 ha. Hoành em nó là 15,5. Yeah. Rồi em hoành 15 luôn. Rồi mã 101 hai cây này cũng là 300. Rồi hai cây. Hai cây này rất đẹp luôn nè mấy anh chị. Rồi em mã combo mã 102 ạ. Cao là 47. Hoành là 15. Một em là hoành 2, em hoành 15 hết cả nhà. Rồi combo 102 này em giao lưu là 350. Rồi hai cây 350. Rồi qua cây mã 103 cũng là hai cây luôn. Cao là 39. Hoành em nó là 17,5. Rồi một em hoành là 15,5, một em hoành 17,5 nè cả nhà. Rồi combo hai cây 103 này em giao lưu là 300 ngàn. Hai cây 300. Rồi 300 bao phí ship luôn. Rồi combo 104 cũng là hai cây luôn. Cao là 30. Hoành em nó là 16,5.
Rồi một em hoành 16 rưỡi, em hoành 17 rưỡi nè cả nhà. Rồi combo 104 này em giao lưu là 350 hai cây. Ok, 350. Rồi 105 cũng là một cặp cuối clip của em luôn nha mấy anh chị. Ok, đặt lên luôn. Rồi cao em nói là 43. Rồi hoành em nói là 14 rưỡi. Này đo sao ta? Rồi cái cây này là hoành 17, em hoành 14 rưỡi, em hoành 17. Nếu mà đo trên này thì nhỏ nha mấy anh chị. Rồi combo 105 này em giao lưu hai cây chỉ có 250 ha cả nhà. Cây 250. Rồi cuối clip thì em chúc cô chú anh chị được những ngày lễ được dồi dào sức khỏe ha. Yeah. Mong cô chú anh chị xem hết clip và ủng hộ giùm em ạ. Em xin cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho chị thấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.